Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Nhân vật là một trong những yếu tố quan trọng nhất để giúp cấu thành nên một tựa game chiến thuật hấp dẫn. Do nhân vật đa dạng có chiều sâu sẽ giúp cho hành trình khám phá thế giới game trở nên lôi cuốn, cũng như góp phần truyền tải nội dung game được tốt hơn. Hiểu rõ điều đó, Alara Ray vận mệnh triệu hồi đã cho thấy sự đầu tư kỹ lưỡng về mặt cốt truyện, trong đó nhiều nhân vật đồ sộ đông tây kết hợp đóng vai trò cốt lõi để làm nên một gameplay nhập vai chiến thuật xuất sắc. Theo đó, tựa game lấy bối cảnh ở lục địa Alara giả tưởng thời cổ đại, nơi các vị thần bắt đầu giao chiến với nhau một cách ác liệt để tranh giành quyền lực cho vị trí đứng tối cao của toàn cõi. Đề tài nghe có vẻ quen thuộc, nhưng điểm đặc biệt là game không chỉ giới hạn ở một nền thần thoại nhất định mà có sự giao hợp giữa Á Âu tạo nên một cốt truyện vô cùng độc đáo và hấp dẫn. Vì thế, nhiều nhân vật thần thoại trong Alara Ray vận mệnh triệu hồi Mobile cũng đến từ khắp nơi trên thế giới, như thần Odin, Loki, Thor đến từ Bắc Âu, thần Zeus, Hera, Poseidon, Apollo đến từ Hy Lạp, thần Natra, nữ oa, Ngộ Không đến từ phương Đông. Sẽ có tổng cộng hơn 100 anh hùng khác nhau tham chiến trong game, tạo nên một quy mô hỗn chiến cực khủng bùng nổ hơn bao giờ hết. Mỗi nhân vật cũng được xây dựng một cốt truyện riêng, giúp người chơi học hỏi thêm nhiều thông tin thú vị và nắm được nguồn gốc sức mạnh của họ. Từ đó, game thủ sẽ được chứng kiến những màn đối đầu có 1-0-2 trong lịch sử, khi những vị thần phương Đông chạm trán với những vị thần phương Tây vì mục tiêu tối thượng là vị trí đứng tối cao. Dĩ nhiên, sức mạnh và nguyên tố đại diện cho các vị thần sẽ được thể hiện bám sát hình tượng và năng lực vốn có của họ trong thần thoại để gia tăng tính chân thực và giúp game thủ dễ dàng nắm bắt thông tin. Cụ thể thì Alara Ray vận mệnh triệu hồi mang đến năm hệ khắc chế lẫn nhau gồm lửa, gió, nước, ánh sáng và bóng tối, đảm bảo tính chiến thuật cần thiết cho một tựa game thể tướng. Thêm vào đó, sự đổi mới về hệ thống nhân vật cũng giúp cho người chơi có thêm nhiều lựa chọn để tạo ra một đội hình độc đáo, tự do sáng tạo nên câu chuyện thần thoại cho riêng mình. Thần Odin sát cánh cùng Tôn Ngộ Không, Natra kết hợp với Zeus trở thành một cặp đôi song sát hoàn hảo, tất cả đều có thể xảy ra ở lục địa thánh Alara. Với trọng trách dẫn dắt các vị thần đi đến ngôi vương, bạn cần phải rèn luyện để nhân vật đạt đến cảnh giới sức mạnh cao nhất để hủy diệt một cái địch ngáng đường, khi đó sẽ không còn ai có thể đe dọa đến thần vị của bạn được nữa. Nhìn chung, Alara Ray vận mệnh triệu hồi đã cho thấy sự bứt phá để thoát khỏi lối mòn của những tựa game nhập vai chiến thuật hiện nay thông qua một dàn nhân vật đa vũ trụ, tạo nên một trải nghiệm hấp dẫn không thể bỏ lỡ trong năm nay. Chỉ độc quyền ở AFK Mobi, kho mini game tuyệt vời hoang mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi, quá tới thế cao cho nhiều quá đi.